Hello, rất vui được chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món ăn nữa, cũng rất là đơn giản và gần gũi với mọi bữa cơm gia đình của chúng ta. Món ăn này là một trong những món ăn đặc trưng của người dân miền Tây ha. Và món này rất là đưa cơm luôn các bạn, đó là món cá rô non kho tiêu. Thì ở đây mình có mua là 200g cá rô non. Cá rô rất là nhỏ luôn đó các bạn. Và mình mua về thì mình chỉ cần rửa qua với nước muối thôi. Mình không cần phải đánh vẫy cũng như là không cần phải cắt đuôi, cắt đầu gì cả. Mình để nguyên con như vậy. Còn nếu mà mình kỹ hơn thì mình có thể là mình cắt, mình bỏ cái phần ruột đi. Tuy nhiên thì cá rô non này rất là nhỏ cho nên là mình sẽ để nguyên luôn ha. Mình không có sơ chế nhiều. Ở đây là 200g cá rô non. Rồi tiếp theo nữa đó là hành lá sắc nhuyễn, đầu hành lá đập dập băm nhuyễn, hành tím băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn và vài chiếc ớt hiểm ha. Đầu tiên các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một cái nồi như thế này. Đối với món cá rô non kho tiêu thì hôm nay mình sẽ kho bằng nồi chứ mình không kho bằng chảo nha các bạn. Bởi vì mình muốn kho theo cái kiểu người miền Tây á, là sau khi mình kho sẽ có một cái lớp đường nó sẽ bám ở trên cái vành nồi, ăn rất là ngon, tức là mình kho kéo chỉ rồi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu ha, khoảng chừng một muỗng canh, khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn, để mình phi thơm tỏi và hành tím. Mình sẽ để ở mức lửa nhỏ vừa. Sau khi dầu đã bắt đầu nóng thì các bạn sẽ cho tỏi, hành tím cũng như là đầu hành lá đập dập băm nhuyễn mình cho vào, mình phi lên cho nó thơm ha. Tỏi bắt đầu thơm vàng thì bây giờ các bạn sẽ cho vào đây nước mắm. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm. Vẫn để mức lửa nhỏ cho mình nha. Với liều lượng là 3 muỗng canh nước mắm thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh rưỡi đường. Mình vẫn tiếp tục mình để lửa nhỏ đến khi nào đường nó tan ha. Lúc này các bạn nhận thấy là nước mắm của mình nè, bắt đầu nó đã sôi. Nó sôi và nó sủi bọt nhiều như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và cho một tí tiêu xay thôi ha. Một chút nữa sau khi kho xong thì mình sẽ cho lên trên mặt cá một ít tiêu nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cá vào. Cá rô non này bạn, xương nó rất là mềm cho nên là ăn rất là ngon ha. Mình không có sợ là bị mắc xương đâu. Mình cho lửa nó lớn hơn một tí thôi. Khi nào nó sôi bùng trở lại thì mình sẽ giảm về lửa liu riu. Rồi lúc này đã sôi bùng trở lại thì các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa liu riu. Cứ như vậy mà mình sẽ kho đến khi nào cá của mình nó kẹo lại ha. Mình sẽ cho ớt vào. Mình sẽ đậy nắp lại khoảng chừng 3 phút ha. Được khoảng 3 phút thì bây giờ các bạn sẽ mở nắp ra. Và các bạn vẫn tiếp tục các bạn kho, mình sẽ không đậy nắp nữa ha. Nãy giờ mình kho được 10 phút rồi đó các bạn. Bây giờ là cá của mình nó đã bắt đầu nó kẹo lại rồi ha. Đối với món này thì mình cũng không có đảo quá nhiều. Thì nếu như mà các bạn muốn cho cái món cá kho tiêu của mình nó kẹo hơn và nó có nhiều đường bám ở trên cái vành nồi như thế này, trong lúc nó sôi lên á, nước mắm nó sôi lên, thì các bạn nhớ là ở cái công đoạn mà mình cho đường, mình cho đường và nước mắm mình đun sôi lên á, thì các bạn nhớ là mình để cho nó sệt hơn ở clip mình chia sẻ hơn nha, thì nó sẽ bám nhiều hơn ở trên vành nồi, do là lúc nãy là mình
nó vừa sôi lên thì mình đã cho cá vào sớm, hơi sớm ha. Nhưng mà không sao, nó vẫn kéo chỉ đó các bạn, nhưng mà chỉ là nó không có bám nhiều trên vành nồi thôi. Các bạn lưu ý giùm mình nha, nếu mà bạn nào muốn cho nước mắm đường nó bám trên vành nồi nhiều hơn thì các bạn, cái công đoạn nấu đường và nước mắm các bạn sẽ để sôi lâu hơn, để đến khi nào nó sệt lại nhiều hơn một chút rồi các bạn hãy cho cá vào. Bây giờ thì cá của mình đã bắt đầu kẹo lại, thì bây giờ mình sẽ cho tiêu lên. Món này thì mình sẽ cho tiêu hơi nhiều, mình cho tiêu xay ha. Rồi, như vậy là sau khoảng thời gian 15 phút, bây giờ cá của mình nó cũng đã kéo chỉ. Bây giờ mình sẽ để lên cho các bạn thấy ha. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha, để tránh cho trường hợp là mình để lâu quá nó cạn quá thì nó sẽ bị khét à. Được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Nếu thích cho hành lá vào thì mình sẽ cho một ít hành lá vào luôn. Còn bạn nào không thích cho hành lá thì không cần cho vào cũng được nha. Rồi, như vậy là xong rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cá rô non kho tiêu rồi đó các bạn. Món này thì các bạn sẽ ăn kèm với cơm trắng rất là bắt cơm nha. Vào những ngày mưa, những ngày trời chuyển lạnh họ có cái món cá rô non kho tiêu này thì còn gì bằng phải không nào. Thì món này thì các bạn sẽ ăn kèm với các loại rau sống ha. Hôm nay thì mình ăn kèm với rau má nè, rồi dưa leo, rất là ngon luôn. Lúc nãy thì mình để trong nồi nó hơi tối nên mình đã cho ra ngoài cái đĩa như thế này để các bạn có thể thấy rõ hơn về món ăn của mình ha. Nhìn có hấp dẫn không nè. Và đặc biệt đó là cái nồi kho của mình nè, các bạn thấy nó kéo chỉ nè ha. Thường lúc còn nhỏ, mỗi khi mà nhà mình nấu những cái món mà kho tiêu, kho quẹt như thế này mà có đường kéo chỉ như thế này nè, thì mình rất là mong chờ để ăn hết cái cá hoặc là ăn hết cái thịt, và mình sẽ dành lấy cái nồi này để mà mình cho cơm trắng mà mình trộn lên mà mình ăn. Mình rất là thích cho cơm trắng mà mình trộn ăn với cái đường kẹo này nè các bạn, rất là ngon luôn. Đây rồi, một lần nữa mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món cá rô non kho tiêu này nhé. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là để động viên mình cho ra nhiều món ăn, nhiều clip hay hơn, hấp dẫn hơn vào những clip sắp tới. Nếu như mà bạn nào có góp ý hoặc là thắc mắc gì về món ăn này, hoặc là các bạn biết công thức nấu món cá rô non kho tiêu ngon hơn, hấp dẫn hơn và đơn giản hơn, thì các bạn hãy chia sẻ đến với mình bằng cách là các bạn comment trực tiếp vào bên dưới để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.